Shop lại gửi lời chào đến tất cả các bác. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác tất cả các mẫu loa đồ chim đêm các bác nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu luôn về cái phương thức mua bán. Để anh em mua bán thành công thì các bác cứ điện trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Shop thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Anh nào, các bác nào gần nhà thì có thể qua nhà lấy. Còn các bác xa thì em gửi qua ngành bưu điện. Đây là 3 số điện thoại của shop. Có Zalo, các bác nào muốn xem hình ảnh từng sản phẩm thì em sẽ gửi hàng cho các bác qua Zalo 3 số điện thoại này của shop các bác nhé. Nên là bên em thì bán rất nhiều mẫu loa, thì hôm nay em xin giới thiệu đây là cái loại mẫu loa toa hàng Việt Nam 15W các bác nhé. Đây là cái mẫu loa toa 15W này để anh em bẫy chim đêm, hay là các bác có thể đi bán hàng rong. Đây cái mẫu là 15W, hàng loa rất là chất lượng các bác nhé. Đây, mẫu này thì hàng giá thì rất rẻ, phổ thông cho anh em chơi văn nghệ giải trí. Đây các bác có thể nhìn kỹ này, mẫu loa toa 15W, 20 ohm, 20W, 15 đến 20W, 8 ohm các bác nhé, hàng Việt Nam. Mẫu này thì sẽ bằng nhôm các bác nhé, bằng nhôm. Nhưng mà nó sẽ không bền bằng hàng của Indo, cũng phải nói luôn để các bác cập nhật được. Tiền nào của đấy, giá thì cái này hàng rẻ tiền. Anh em các, nếu mà các bác nào mua thì em sẽ gửi hàng cho các bác giá rất rẻ, 300.000 đồng bao ship tận nhà các bác nhé. Mẫu loa toa. Còn cái hàng này là hàng Indo thì em để trong cái hộp này, từ 15 đến 15W, 10W này, 15 này, 30W các bác nhé. Và đây là cái loa kèn, hay gọi là loa check. Loa kèn check này cũng phải nói luôn các bác là cái mẫu này là 5W. Nhà em mới có một loại là 10, một loại 5W, một loại 30W các bác nhé. Đây, đây là cái mẫu loa kèn này. Đây là đầu bằng các bác nhé. Đấy, như này các bác có thể xoay đây. Lắp thì cũng rất dễ. Lắp vào âm ly là nó bên em cũng chế cháo cho các bác luôn. Nên là cái mẫu loa kèn thì nếu như anh em mà chơi văn nghệ giải trí hay là có thể là hàng này thì rất là rẻ các bác nhá. Đấy, cái mẫu này là như này. Đây. 5W các bác nhá. Đây. Chế cháo. Mẫu này thì các bác đánh chim đêm mà vào những cái buổi mà nó bị sương mù thì đánh cái hàng này rất là hiệu quả. Và bên em thì âm ly đây. Đây là cái mẫu âm ly 253 các bác nhé. Bây giờ dùng cái mẫu này dùng cũng rất là bền và chất lượng. Đấy, các bác có thể nhìn kỹ vỏ bao này, màu xanh này. Đây là cái phụ kiện đi gồm có này, một cái điều khiển này. Mẫu này vừa rồi em bán cũng rất là nhiều để anh em chơi, vì hàng này giao dùng rất là chất lượng các bác nhé. Đây, đây là cái âm ly 253 phụ kiện này. Đây, màu xanh các bác nhé. Trên này thì nó cũng ghi là dùng điện là 220V và cũng có thể là 15V. Nếu các bác gần nhà thì các bác có thể cắm điện. Và các bác nào ở xa thì các bác đánh ở giữa đồng, các bác cắm vào cái cổng 12V này đây. Đây các bác nhé. Đây. Thì bên em sẽ tặng cho bác một cái dây nguồn như này để các bác cắm từ âm ly sang sang cái ắc quy của các bác. Và đây tặng các bác một cái lọc thẻ to như này. Đây là các bác mua âm ly. Đây là cái mẫu này thì hàng rất là, nói chung về cơ bản thì dùng cũng rất là chất lượng. Em bán từ đầu năm ngoái năm nay. Đây, các bác nhé. Giá sản phẩm rất là rẻ. Nên là anh em yên tâm chơi thì sẽ hiểu thôi. Vì bên em bán rất nhiều phụ kiện, nên là các bác mua sản phẩm gì thì cứ liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại của shop để đặt hàng. Nên là giá thì rất phải chăng thôi. Em ship COD toàn quốc các bác nhé. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, test thử ok mới thanh toán tiền các bác nhé. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.